Daikyo-san, dòng sản phẩm cao cấp. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ năm ngày 22 tháng 4. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lần đầu tiên Tiền Giang khởi tố bắt tạm giam quái xế đua xe trái phép. Làm rõ nghi vấn tài xế xe Mercedes gây tai nạn tẩu tán tài sản. Sưng nề mặt, tức ngực sau khi thái hành. Thấy chồng đăng Facebook bất thường, vợ về phòng trọ kiểm tra phát hiện cha chết, chồng nguy kịch. Sau Campuchia, đến lượt Lào phong tỏa thủ đô 2 tuần. Và sau đây là thông tin chi tiết về các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 22 tháng 4. SF Home, nhà thiết kế sản xuất nội thất sợi thủy tinh. Phấn khởi để bắt đầu một ngày mới. SF Home. Thông tin mới cập nhật về tai nạn cần cảnh báo. Nuốt phải đồng xu, bé gái 6 tuổi suýt tắc thở. Bé gái được bệnh viện Xuyên Á thành phố Hồ Chí Minh kịp thời phẫu thuật gấp đồng xu trong thực quản. Người nhà bệnh nhi cho biết trong khi chơi đùa, bé ngậm đồng xu trong miệng, mãi chơi một lúc bất ngờ nuốt luôn. Bé bắt đầu khó thở, đau nhức vùng cổ ngực. Bé được người nhà nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu. Kết quả kiểm tra cho thấy dị vật nằm ở 1/3 trên thực quản. Do trẻ nhỏ có tính hiếu động, tò mò nên các bậc phụ huynh cần đặc biệt chú ý, không để trẻ chơi một mình hay chơi các đồ vật có kích thước nhỏ hoặc sắc nhọn, các vật dễ nuốt như pin, đồng xu, viên bi. Đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn, phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt PC08 công an thành phố Hồ Chí Minh vừa ngăn chặn nhóm thanh niên đánh nhau tại một quán nhậu trên đường Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 5. Khi tổ tuần tra kiểm soát của đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn đến khu vực vòng xoay Nguyễn Tri Phương, phát hiện nhóm thanh niên đánh nhau, cảnh sát giao thông đã thuyết phục, yêu cầu các đối tượng dừng ngay hành vi vi phạm, nhưng nhóm thanh niên càng lúc càng manh động, lao vào đánh nhau. Trước tình huống cấp bách, cảnh sát giao thông đã bắn 4 phát bắn chỉ thiên. Nghe thấy có tiếng súng, các đối tượng hoảng sợ và bỏ chạy về nhiều hướng khác nhau. Tổ cảnh sát giao thông đã khống chế 2 đối tượng, đưa về công an phường 9, quận 5 để làm rõ. Một cảnh sát giao thông đội cảnh sát giao thông Cát Lái, phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt PC08 công an thành phố Hồ Chí Minh vừa hỗ trợ dẫn đường cho xe chở thai phụ vỡ úy đến bệnh viện. Theo ghi nhận, nghe người chồng nói vợ đang bị vỡ úy trên xe con, đại úy Nguyễn Hữu Thắng nhanh chóng dùng mô tô đặc chủng mở đường hơn 5 km, giúp người phụ nữ sắp sinh đến bệnh viện Từ Dũ kịp thời. Hình ảnh này được ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được nhiều lời khen. Gia đình cũng rất cảm kích trước hành động của chiến sĩ cảnh sát giao thông. Thêm hành động đẹp được lan tỏa. Một đoạn video ghi lại hình ảnh một học sinh được ô tô nhường đường, sau đó lễ phép khoanh tay, cúi người đáp lễ đã nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Những hình ảnh này được cho là xảy ra vào ngày 22 tháng 4 trên đường phố Hạ Long, Quảng Ninh. Khi chiếc ô tô đang di chuyển trên đường, tài xế nhìn thấy một bé gái đang chờ ô tô đi qua để sang đường. Lúc này, tài xế ô tô quyết định cho xe giảm tốc và dừng hẳn, nhường đường cho bé gái. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng hành động ấy đã nhận được vô vàn lời khen ngợi. Liên quan đến mối quan tâm về thương hiệu gạo ST25, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho hay đang có ít nhất 5 doanh nghiệp đăng ký bảo hộ thương hiệu cho gạo ST25 tại Mỹ. Tuy nhiên, các đăng ký này đang chờ duyệt nên thương hiệu gạo của ông Hồ Quang Cua chưa thực sự mất. Ông Vũ Bá Phú cũng cho rằng nếu ông Hồ Quang Cua, cha đẻ của thương hiệu gạo ST25 không sớm có động thái để bảo vệ thương hiệu ở thị trường nước ngoài, thì gạo ST25 có nguy cơ bị mất thương hiệu tại thị trường Mỹ. Lãnh đạo Cục Xúc tiến Thương mại cho hay trong sáng nay 22 tháng 4 đã kiểm tra thông tin. Hệ thống đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Mỹ cho thấy hiện có 5 hồ sơ đăng ký bảo hộ thương hiệu gạo ST25 ở trạng thái đang kiểm tra. Do đó, thương hiệu gạo ST25 chưa bị mất tại thị trường Mỹ. Nhưng nếu thời gian tới doanh nghiệp không làm gì, không có động thái kịp thời để bảo vệ, bảo hộ thương hiệu thì có thể bị mất. Ông Phú cho biết cũng đã liên hệ trực tiếp ông Hồ Quang Cua đề nghị giới thiệu một số chuyên gia có hiểu biết, có năng lực về vấn đề này để giúp doanh nghiệp khẩn trương hoàn thành hồ sơ đăng ký với cơ quan Mỹ. Cáp treo núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang vừa chính thức hoạt động sau 5 năm đầu tư. Khu du lịch cáp treo núi Sam nằm trong khuôn viên khu du lịch quốc gia núi Sam. Hệ thống cáp treo này được các chuyên gia của công ty Doppelmayr Áo lắp đặt, có tổng chiều dài 900m, có 37 cabin. Mỗi cabin có sức chứa 8 hành khách, sẽ vận hành liên tục 24/24 giờ để đưa du khách từ dưới chân núi lên đỉnh núi Sam cao gần 250m.
Liên quan đến điểm check-in có tượng nữ thần tự do bị ném đá, Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai đã yêu cầu chủ cơ sở tạm dừng việc xây dựng và không được đón khách tham quan cho đến khi có quyết định chính thức. Theo kết quả kiểm tra thực tế, ở điểm du lịch này đã xây dựng tượng bán thân nữ thần tự do, mô hình tháp Eiffel, tháp nghiêng Pisa, tượng bốn vị tổng thống Mỹ, dòng chữ biểu tượng Hollywood, lối đi mô phỏng khu phố Nhật Bản và một số mô hình khác đang xây dựng. Ủy ban Nhân dân thị xã Sapa yêu cầu chủ cơ sở tạm dừng việc xây dựng các hạng mục của điểm check-in và không được đón khách tham quan chụp ảnh cho đến khi có quyết định chính thức của Ủy ban Nhân dân thị xã. Theo Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Sapa, hiện có 20 điểm check-in tự phát ở địa phương này. Tiếp theo là thông tin về ca bệnh bị phù nề, tức ngực sau khi thái hành. Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, Phú Thọ đã tiếp nhận bệnh nhân nam 25 tuổi. Khoảng 10 phút sau khi thái hành, nam thanh niên bắt đầu có biểu hiện sưng nề mặt, mắt. Tình trạng tăng nặng khi bệnh nhân chuyển tức ngực, khó thở, buộc gia đình phải đưa đi cấp cứu. Nạn nhân bị sốc phản vệ sẽ đối mặt với hậu quả rất nguy hiểm nếu không được cấp cứu kịp thời. Trong khi đó, Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận học sinh 15 tuổi ở Hà Nội bị ngộ độc chất thay thế ma túy methadone do tưởng đó là nước giải khát. Hình ảnh và thông tin cập nhật vụ tai nạn lật xe container. Đến hơn 15 giờ ngày 22 tháng 4, lực lượng chức năng huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai vẫn đang xử lý hiện trường vụ lật xe container làm hàng chục tấn bắp tràn ra đường. Ghi nhận chiếc xe container chạy trên đường DT769 hướng từ Long Thành đi Dầu Giây. Khi đến đoạn cua gấp qua km 08 thuộc xã lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, xe này chao đảo, phần rơ móc và thùng container trật khỏi phần đầu kéo, lật nhào xuống đường. Hậu quả làm hàng chục tấn bắp trên thùng xe đổ tràn ra đường. Phần đầu kéo xoay ngang đường. Rất may tai nạn không làm ai bị vạ lây. Đáng lưu ý, đây là vụ lật xe container thứ 3 chỉ trong tháng này ở ngay vị trí này. Tại phiên tòa thu hút mối quan tâm của nhiều người liên quan đến tài xế Mercedes tông tiếp viên hàng không, bị cáo đã khai lý do sang tên căn hộ của mình. Hội đồng xét xử cũng đề nghị chủ đầu tư căn hộ cam kết không để xảy ra việc chuyển nhượng căn hộ liên quan cho bên thứ ba, đồng thời tạo điều kiện để gia đình bị cáo bồi thường cho các nạn nhân. Trước đó, tháng 12 năm 2020, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận xử phạt bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong, 33 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, 7 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Ngoài ra, Phong có trách nhiệm bồi thường hơn 477 triệu đồng cho gia đình ông Lê Mạnh Thường, tài xế Grab đã chết, và hơn 1,4 tỷ đồng cho chị Nguyễn Thị Bích Thường. Tiếp viên Vietnam Airlines, tại tòa phúc thẩm, bị cáo và các bị hại vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Bị cáo Phong xin giảm nhẹ hình phạt tù vì cho rằng bản án sơ thẩm quá nặng. Ngược lại, chị Hương và chị Vân, con gái ông Thường, đề nghị tăng hình phạt đối với Phong. Kê biên căn hộ, bị cáo đã sang tên cho mẹ để đảm bảo thi hành án. Ngoài ra, bị hại cũng yêu cầu các đơn vị cho thuê xe có trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại. Theo các bị hại, khi biết hậu quả vụ tai nạn rất lớn, bị cáo có dấu hiệu tẩu tán tài sản để trốn tránh trách nhiệm bồi thường, sang tên căn hộ cho bà THM, mẹ Phong. Trả lời tòa về lý do sang tên căn hộ, Phong cho biết mục đích là để bà M có điều kiện cầm cố căn nhà nhằm khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Tuy nhiên, theo bị cáo, do căn hộ chưa có sổ hồng nên chưa thực hiện việc cầm cố được. Cũng trong ngày 22 tháng 4 tại Hà Nội, diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Huy Hoàng, 67 tuổi, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương, cùng 9 đồng phạm trong vụ án sai phạm về đất đai xảy ra tại Sapeco, tiếp tục phần thẩm vấn. Trả lời thẩm vấn, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương cho rằng ông không trực tiếp quản lý Sapeco, chỉ nắm được thông tin khi được cấp dưới báo cáo xin ý kiến. Vì vậy, trách nhiệm thuộc về các thứ trưởng phụ trách như quy chế làm việc phân công. Liên quan đến giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm ban hành quyết định cho thuê là hơn 1.000 tỷ đồng, trong khi thực tế có giá trị 3.800 tỷ. Hành vi của ông Hoàng cùng các bị cáo gây thiệt hại ngân sách nhà nước đặc biệt lớn. Liên quan đến nhóm quái xế đua xe trái phép ở Tiền Giang, Công an thị xã Cai Lậy đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can về hành vi tổ chức đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng. Đây là lần đầu tiên Tiền Giang khởi tố bắt tạm giam quái xế. Theo đó đã bắt tạm giam 7 bị can, 4 bị can khác được cho tại ngoại. Nhiều người dân ở Tiền Giang đồng tình ủng hộ việc cơ quan công an tỉnh này khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các quái xế và bày tỏ mong muốn các cơ quan tiến hành tố tụng xử lý nghiêm để răn đe về sau. Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, trước đó vào tối 10 tháng 4 đã có hàng trăm quái xế lên mạng xã hội hẹn nhau đua kéo xe trái phép trên quốc lộ 1.
Tại Đồng Nai, cơ quan chức năng đang điều tra vụ nam thanh niên chết lâu ngày trong nhà, thi thể đã phân hủy mạnh. Nạn nhân là anh Nguyễn Quốc Anh, 28 tuổi. Theo ghi nhận, sau nhiều tiếng đồng hồ nghe mùi hôi thối khó chịu, người dân sống trên đường khu D, ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom chia ra đi tìm. Đến trước nhà của anh Quốc Anh, người dân thấy xe anh Quốc Anh dừng nhiều ngày trước cửa nên nghi ngờ. Khi vào trong nhà kiểm tra, phát hiện anh Quốc Anh nằm chết trên giường, bên cạnh có nhiều viên thuốc chưa rõ là thuốc gì. Còn tại Bình Dương, ngày 22 tháng 4, Công an thành phố Dĩ An và các đơn vị nghiệp vụ tỉnh cũng đang điều tra nguyên nhân vụ cha chết, con trai nguy kịch trong phòng trọ. Theo điều tra, ông Trần Hữu Dũng, 55 tuổi, quê An Giang và vợ chồng người con trai là anh Trần Bảo Tâm, 30 tuổi, chị Võ Hồng Phượng, 33 tuổi, cùng thuê trọ sống trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An. Sáng cùng ngày, chị Phượng dậy sớm đi làm. Sau khi tới công ty, phát hiện anh Tâm đang lên Facebook với nhiều nội dung bất thường, nên chị Phượng quay về phòng trọ. Lúc này phòng trọ khóa trái, nhìn qua khe cửa thấy ông Dũng nằm trên giường, anh Tâm nằm thoi thóp dưới nền nhà. Ngay sau đó, công an phường Tân Đông Hiệp có mặt phá cửa vào kiểm tra. Ông Dũng đã chết với vết thương ở cổ, anh Tâm còn sống với vết thương ở bụng, tay. Anh Tâm sau đó được chuyển đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Được biết gia đình nạn nhân có hoàn cảnh rất khó khăn, người cha bị bệnh tai biến nằm một chỗ, vợ chồng người con trai công việc cũng bất bình. Chuyển sang những tin tức thế giới, thông tin đáng quan tâm, sau Campuchia đến lượt Lào phong tỏa thủ đô 2 tuần sau nhiều lần bác bỏ, số ca mắc Covid-19 tại Viên Chăn tăng đột biến trong những ngày gần đây. Lệnh phong tỏa Viên Chăn sẽ có hiệu lực từ 6 giờ sáng ngày 22 tháng 4 đến 0 giờ ngày 6 tháng 5. Số ca mắc Covid-19 của Lào tăng vọt sau kỳ nghỉ lễ mừng năm mới. Quyết định phong tỏa Viên Chăn được chính phủ Lào đưa ra chỉ vài giờ sau khi ghi nhận thêm 26 ca nhiễm mới trong cộng đồng. Trong đó có 11 ca tiếp xúc với ca bệnh số 59 và 3 người bạn của bệnh nhân này. Đây là lần đầu tiên Lào ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới ở mức 2 con số. Tại Campuchia, cơ quan chức năng đã bắt trung tướng quân đội giúp 28 người Trung Quốc rời Phnom Penh. Theo thông tin ghi nhận, Trung tướng Sompof, Phó trưởng ban nghiên cứu chiến lược quân sự, bị bắt vào đêm 21 tháng 4 vì giúp số người này đi lậu từ Phnom Penh về tỉnh Svay Rieng, giáp biên giới Long An, Việt Nam, trong lúc Phnom Penh áp dụng lệnh phong tỏa. Trước đó, Trung tướng Sompof nhận được thư của Trung tướng Meas Vana, trưởng ban nghiên cứu chiến lược quân sự, ủy quyền cho ông đi công tác qua Phnom Penh và các tỉnh từ ngày 1 tháng 4 tới ngày 30 tháng 5. Ông Sompof đã tận dụng cơ hội này để đưa 28 người Trung Quốc từ Phnom Penh đến Svay Rieng. Một sự cố đáng tiếc xảy ra ở Ấn Độ làm 22 bệnh nhân điều trị COVID-19 tại một bệnh viện ở thành phố Nashik, bang Maharashtra đã tử vong. Theo ghi nhận, nguyên nhân do bình oxy cho các bệnh nhân gặp sự cố và làm gián đoạn quá trình cung cấp oxy. Sự cố rò rỉ oxy trong viện đang được cảnh sát tiếp tục điều tra. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gọi sự cố rò rỉ oxy tại bệnh viện là thảm kịch. Ấn Độ đang là vùng dịch lớn thứ hai thế giới với gần 16 triệu ca nhiễm và gần 185.000 ca tử vong do nCoV. Hình ảnh về nắp cống bay đừng xem thường sự cố tương tự có nguy cơ gây tai nạn chết người. Thực tế của tình trạng này đã xảy ra mới đây, camera an ninh tại nhà dân quay lại cảnh nắp cống bay lên khi các công nhân đang sơn một con đường ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Sự việc không làm ai bị thương, nhưng đây là lời cảnh báo. Nguyên nhân của vụ nổ trên được cho là thiết bị làm đường làm nóng nắp cống, cộng với lượng khí metan tích tụ một lượng lớn có ở đây nên gây ra áp lực nổ. Hình ảnh thu hút về những người đàn ông tự bắn vào chân mình trong điệu múa dân gian Tashir được biểu diễn ở tỉnh Taif, miền Tây Ả Rập Saudi. Họ đội những chiếc mũ truyền thống, các thành viên nam của gia tộc, cả già lẫn trẻ, nạp vào súng của họ bằng thuốc súng mà không có đạn trước khi bước lên sân khấu trung tâm để thể hiện kỹ năng nhảy múa. Họ bắn vào chân, tạo ra cảm giác như được đẩy lên khỏi mặt đất. Đây còn được gọi là múa lửa, một truyền thống của bộ lạc được biểu diễn trong các đám cưới, lễ hội và các dịp đặc biệt khác. Sau đây là
là một số thông tin thời tiết đáng lưu ý với cảnh báo đợt nắng nóng hiện tại ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25 tháng 4. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C là từ 12 đến 17 giờ. Và do ảnh hưởng của nắng nóng cũng như là nắng nóng gay gắt, có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đồng thời cũng cảnh báo nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Thông tin đáng lưu ý, bão Surigay có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, tức là 165 đến 185 km/h, giật trên cấp 17. Tuy nhiên, dự báo cơn bão này rất ít có khả năng đi vào Biển Đông và hầu như không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Khắc tóc dày, phủ tóc hói, VNBT tiên phong khắc lại tóc thừa. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng. Và để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitrẻ.vn, tv.tuổitrẻ.vn, kênh YouTube và fanpage của báo Tuổi Trẻ. Vì một số lý do nào đó bạn chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm, theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Daikyo San, dòng sản phẩm cao cấp.